Mà lúc mà có bầu á, bản thân em không hề biết gì hết. Em thấy em cũng bình thường, em cũng đi bán, đi hoàng, đi bình thường. Tại nhà em có cái căng tin á, em bán căng tin với mẹ em. Mà sao tự nhiên mấy chị mà làm trong công ty á, mấy chị nói là thấy giống có bầu nha, cứ ngủ hoài, nằm đụng đâu ngủ đó, giết mà mệt mỏi, dựa gục về cũng ngủ luôn, về sao cũng ngủ được hết. Có nghĩa là ngán ngủ chứ không phải ngán ăn. Ủa là sao? Em tưởng là ngán là chỉ có ói thôi chứ. Không có, có ngán ngủ, có ngán ăn nè. Rồi có ngán về thay đổi cái cơ thể nữa. Ví dụ như mũi to ra nè, da sạm đi nè. Rồi hay là nổi mụn, thay đổi cái nội tiết tố bên trong cơ thể con người á. Đó cũng gọi là ngán không vậy? Vậy chị có bị ngán ngoại hình không chị? Ngán ngoại hình nó bị thay đổi á. Không, như chị là hình như hai đứa luôn. Là không có bị ngán ngoại hình gì hết luôn. Có nghĩa là đứa nào cũng tròn đều y như vậy luôn. Dạ đúng rồi, đứa nào cũng y vậy hết. Chắc có lẽ là do là mình nghe, em nghe người ta nói là có bầu thì con gái thì mẹ nó đẹp ra. Em cảm giác là em cũng có đẹp da đó. Là da dẻ hồng hào, trơn láng mịn lắm. Không có một bất cứ một cái thay đổi gì về nội tiết tố hết á. Về tâm tính mình có gì thay đổi không Trâm? Tâm tính thì em nghĩ là chắc cũng không có gì thay đổi. Tại vì thật sự khi mà không có bầu hay có bầu gì, cái tánh em từ đó giờ là vốn là nóng tánh Em rất là nóng tánh luôn mà. Nói chuyện mà thẳng tính đến nỗi mẹ em rất là rầu về cái tính này của em. Kêu là thay đổi mà đó là cái bản chất của mình rồi. Nói đó rồi thôi, nhưng mà phải nói ra chứ em để trong lòng em ức chế em chịu không nổi. Lúc mà có bầu bé thứ nhất thì cũng không có gì hết. Đến khi mà em có bầu bé thứ hai á, là lúc đó là có bầu khoảng 6 tháng rồi đó. Có cái ông hàng xóm đó, bữa đó vợ chồng em mới vừa dậy về dựng xe đó, đầu xỉn nào đâu không biết nữa, chạy ra đạp ngã chiếc xe chồng em vậy, đang dựng gì đạp ngã chiếc xe luôn. Trời ơi, em đây em đang ghim trong lòng lâu quá, em giác cây ra em quýnh em trượt. Thì mà lúc đó đang có bầu, đang có bầu. Bầu cầm cây ra đầu quýnh luôn. Thật ra trong cái giai đoạn mà mình có bầu á, là mọi cái cảm xúc của người mẹ sẽ đều ảnh hưởng tới con. Cho nên là mình buồn cũng ảnh hưởng tới con nè, nóng tính cũng ảnh hưởng tới con nè. Nó sẽ tác động đến cái sự phát triển não bộ của bé. Chính vì vậy cho nên chị khuyên là dù là có nóng tính đi nữa, mình cũng đang nghĩ mình cứ mỉm cười đi nhẹ, nói khẽ cười duyên để cho con mình lúc nào cũng xinh đẹp. Thế thì với một bà mẹ nóng tính như vậy, cái ngày đi sinh á, có gặp vấn đề gì trục trặc không hay là mọi thứ suôn sẻ êm đềm? Lúc mà sanh bé đầu tiên á, thì cũng suôn sẻ lắm. Mà đến lúc mà sanh á, thì đúng là khi mà người ta nói đúng là khi mà mang bầu thì khác, mà khi sanh ra không thì khác. Trời ơi, lúc mà đi sanh bé thứ hai á, là do là hai bé của em nó cận nhau quá mà sanh mổ á, cho nên là bé thứ hai em bị sanh thiếu tháng, có 36 tuần là bị đau chuyển dạ rồi. Thì vô thường bác sĩ mới có 36 tuần cho nên bác sĩ sẽ chích cái mũi thuốc mà để cho nó đừng có cái cơn gò tử cung, đừng có gò nữa, thì nó sẽ kéo dài được thêm bao nhiêu tuần đó cho em bé nó lớn thêm chút nữa. Mà em càng chích nó càng tử cung càng nở nhanh. Sáng đó thì bác sĩ mới nói là thôi bây giờ nó muốn ra quá rồi thì châm mổ cho nó ra luôn, nhưng mà cũng nên chuẩn bị tinh thần trước, và tại vì bé sanh non cho nên là sẽ nhỏ yếu, có thể yếu, là cũng không giữ được luôn. Wow. Đó cho nên là cũng phải nên chuẩn bị, cũng nói với ông xã em vậy, cũng giấu em tại cũng sợ khi mà đang lên bàn mổ cái tâm trạng của dạ, mình đúng rồi tốt. Em cũng biết, em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý là nó sẽ như vậy. May mắn sao thì sanh ra mổ ra là nó khỏe mạnh. Người ta là nằm có 5 ngày thôi, giờ em thì phải nằm đến 7 ngày mới về được. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là khi mà sanh xong á, cái ra nằm phòng hồi sức á, thì cái giường phòng hồi sức thì nó cách nhau một cái tấm kiến thôi. Thì em nằm đây, cái ca bên kế bên em á, chị đó chị bị băng huyết. Mình nhìn là mình nói là không được nhìn, mình biết là sợ nhưng không được nhìn, mà cái sự tò mò cứ lâu lâu liếc qua nhìn coi trời quá thờ bản sao bản sao. Cứ thấy bên kia bác sĩ thì cứ nhấn một người đè, còn chị đó thì cứ la mà cứ thở bằng ống oxy á, thôi hớp hớp hớp. Và cái chuyện đó nó ám ảnh em suốt một cái tháng, trong tháng luôn. Cái xong lúc mà xuống phòng rồi á, em cũng có hỏi bác sĩ là con bị vậy đó, bây giờ cũng cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh đó nó cứ tại vì cái nỗi sợ của mình lớn quá, nó thành một cái sự ám ảnh luôn. Ám ảnh suốt một tháng, trong tháng luôn. Phải uống thuốc an thần. Trời, phải uống thuốc an thần rồi ảnh hưởng tới sữa không? Tại vì con em nó cũng không bú sữa em nữa. Về đến nhà rồi em bé nó sinh non cho nên là cái cách chăm sóc nó cũng kỹ hơn người ta. Nó bú rất là ít, nó không bú mẹ, nó đút tới sữa mẹ là nó khóc, nó la, nó dãy dụ, nó làm ghê lắm. Rồi phải là như là dạng là nuôi cái kiểu căng đu ru á, áp ngực. Dạ đúng rồi, nuôi vậy á. Thì khi mà nuôi vậy, đó là do bác sĩ dặn nuôi vậy, thì lại bị nói là cứ cho nó có hơi mẹ rồi mẹ mất quen á, rồi nó khó không gửi ai được đó. Rồi thêm là mẹ chồng có vô nuôi thì hai mẹ con á xích mích với nhau chuyện nuôi chăm bé, coi như là không có đồng quan điểm với nhau trong cái việc mà chăm bé sơ sinh. Rồi đã vậy gặp con sinh non, con rất là khó nữa. Đúng rồi. Lúc đó cái giai đoạn đó là rất là áp lực. Vậy thì ông xã của Trâm có chia sẻ với Trâm điều gì không? Lúc đó thì vợ chồng em á
cứ giống như là xui thì nó xui cho tới hay sao á, là cứ đụng chuyện đụng mặt là cãi, nói là một câu cũng cãi, hai câu cũng cãi, một chữ cũng cãi nữa. Nên đâm ra là mình thì bị áp lực cho việc chăm con, việc sao sinh, còn chồng em thì áp lực công việc, rồi khi mà về thì nói ra thì không hiểu, cho nên là dẫn đến một cái tình trạng là cãi không muốn nói ra, nói ra gây thôi khỏi, im cho rồi khỏi nói luôn. Thì đâm ra là cái chuyện gì cũng để trong lòng, để trong lòng, thì đến một ngày nó ức chế, đến ngày nó cũng gây gây nhau, hai chồng gây nhau, thì em bị lên máu xẻ họng. Ủa là cái gì vậy chị? Đó, chị cũng giống như em vậy đó, hồi xưa chị cũng giống như em, chị đâu biết cái máu sẽ học. Đúng mà nghe nghe ông bà ta nói là nhiều cái gì mà chị cũng không biết. Sao chị? Ờ, như là cái thần kinh của mình giống như là mình liệt rồi đó, mình mất ý thức rồi, bắt đầu tay chân rung, rung rẩy, tay chân rung không không, mình không kiềm chế được cái tứ chi của mình luôn, mà cứ rung rẩy, cứ đập, cứ co giật vậy đó. Mà cái ý thức của mình là mất ý thức rồi đó, cũng như là cứ nằm đó giật rung rung vậy đó. Lúc đó thì em ở chung với ba mẹ ruột của em á, thì mẹ mới qua mới xoa dầu, mới massage rồi này kia kia nọ, đủ thứ hết, xoa toàn thân hết luôn. Rồi khoảng đâu 20 phút sau á, bắt đầu mới dần tỉnh lại từ từ. Như vậy là qua cái cú sốc đó thì chắc là sức khỏe cũng xuống dốc nhiều hả em? Dạ đúng rồi, cảm giác của mình là mình biết luôn, là mình biết là cái sức khỏe của mình là xuống dốc luôn rồi đó. Mưa gió gì gì cũng đau lưng, đau đầu, chóng mặt, là bị rối loạn vân mạch, rối loạn thần kinh nữa. Hồi lúc nghe mẹ em nói về cái này nó rất là nguy hiểm, mà Phương cũng hay trời ơi, mày đừng chọc nó lên máu sản hậu, nghe máu sản hậu biết là gì đâu, nay nghe chị nói mới biết. Dạng giống cái núi lửa mà nó phun trào, phun trào ra vậy. Nó cảm giác nó như vậy á, là mình không kiềm chế được tứ chi hay là cảm xúc hay là cái gì, nói chung là liệt hoàn toàn luôn, không kiềm chế được, không làm chủ được mình luôn. Như vậy là cũng là một cái lời cảnh báo cho những ông chồng, là coi như là đừng có chọc các chị sau khi sinh, không có trầm cảm sau sinh thì cũng sẽ có cái nguy cơ, nếu như mà để cái cảm xúc nó lên tới tột đỉnh như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng không có tốt tới sức khỏe. Em có thắc mắc vậy nè, có những người ta nói là trước khi người ta đẻ người ta rất là hiền, tới khi đẻ xong có bắt đầu trở thành sư tử hà đông dữ là dữ, còn chị là trước khi đẻ chị dữ, sau khi đẻ xong chị hiền hơn không, hay là chắc cũng nữ y vậy cái dạng là chị gọi là sao ta, khi mà con mèo á mà bị dồn nó chân tường thì nó cũng sẽ thành con hổ. Còn chị là không, chi chị là con hổ sẵn rồi, cho nên là nó càng hơn như vậy như là khi nhưng mà xa sự... bức tường nó vẫn là hổ luôn. Nhưng mà thật sự thì chồng em á là có cố gắng rất là nhiều, là thấy vợ như vậy, biết như vậy, cho nên là càng về sau thì tâm sự nhiều hơn, hỏi là bữa nay em sao, thế nào, cảm giác người thế nào, khỏe không, ăn gì. Ngày xưa giờ thì vẫn vậy, nhưng mà cái sự chăm con á lấp luôn cái khoản của mình. Thảo nghĩ là đối với Trâm á, Trâm cũng nên tham gia vào những cái khóa học mà để giúp cho mình có thể điềm tĩnh lại, như là khóa thiền hay là khóa yoga đó. Về sau sinh thì Trâm làm sao để mà giữ dáng giữ da của mình? Hồi lúc mà sau sinh á thì người ta thường á là người ta mẹ mà sau sinh thì sẽ xồ xề gớm, nhưng mà lúc mà do em bị cái những cái bệnh lý đó đó về thần kinh này này, em ốm cực kỳ luôn, ốm đến nỗi mà da nhăn lại luôn, sạm lại luôn. Nhìn ghê lắm luôn, không phải mập mập như bây giờ đâu. Mà sao bây giờ là em tập yoga, em tập gym rồi nó mới lên cân rồi, ăn uống lại điều độ nó hồng hào. Hồi lúc đó là không, hoàn toàn là nhìn thức ăn là cứ nghĩ là cho mình ăn cũng như không mà thôi, không ăn cũng cảm giác no luôn, tự động cũng cảm giác no luôn. Chồng chị lúc đó làm sao? Rất là buồn, thực sự ông rất là buồn, cũng ép mình ăn này kia kia nọ, sữa rồi sữa, nghe cứ nghe kêu à uống Enso hay là uống gì đó thì tất cả đều mua về hết, nhưng mà do bản thân mình không muốn ăn chứ không phải là do cái gì hết. Không, nhưng mà khi mà mình đã có cái tư tưởng là mình không muốn ăn rồi á thì khi mà mình ăn vô nó cũng không có dung nạp được vô cơ thể mình. Dạ, cũng không có hấp thu được, không có biết ngon lành gì hết á. Thì vượt qua được cái giai đoạn đó rồi thì Trâm làm sao để tự vực mình vậy? Cái việc đầu tiên mà em tự vực bản thân mình vậy đó là em nghĩ về con em. Em đang có hai đứa con, thật sự là hai thiên thần, hai cái của quý mà ông trời cho mình, thì tại sao mình không tận dụng những cái đó mà mình làm niềm vui cho mình. Và thật sự khi người ta nói là trầm cảm thì hay nghĩ đến tự vẫn, em không có cái gan để nghĩ đến cái chuyện chết luôn. Cái lúc mà nằm mà lên máu sáng hậu á, trời giá trời cho con sống, nuôi con đừng để con có chuyện gì, đừng để nằm một chỗ nha, giá trời giá Phật cho con sống khỏe. Thì em nghĩ đến hai đứa con của em và nghĩ đến ba mẹ em. Thì cái đó gọi là bản năng của một người mẹ, để tự bản thân mình, giúp cho mình được sinh tồn đó, rồi bắt đầu là mình phải vực mình dậy. Em thấy trái ngược với một số chị mà mang bầu đẻ con xong mà bị trầm cảm, người ta luôn nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng riêng chị Trâm thì chị muốn mình là hả được sống để mình lo cho con, mình lo cho cha mẹ, lo cho chồng. Bạn này là chỉ mới có một bé thôi mà mới được 3 tháng, cho nên là
bạn này rất là happy về cái cuộc sống mà sau sinh hơn, rất là may mắn là được mẹ chồng và chồng rất là thương yêu, cho nên là cũng chưa có cái cảm giác là mình sẽ nghĩ đến cái chuyện là nếu mà có hai con thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình dạy đứa con đầu tiên như thế nào, để rồi ra đứa con thứ hai là các bé không có tị nạnh với nhau. Đây, cái trường hợp này cách nhau chỉ có mười mấy tháng thôi thì hai con có tị nạnh với nhau về cái tình cảm của mẹ, có tranh giành mẹ không? Chắc chắn là có rồi. Bởi vì khi mà bé lớn của em nó được 18 tháng thì do là hai con, một mình em ở nhà chăm hai con cho nên là em mới gửi nó đi học cái trường cũng gần nhà, nó chỉ là cái nhóm trẻ thôi, gửi nó gần nhà thôi, mình nghĩ chắc gần nhà cũng hàng xóm cho nên là cũng không có sao. Thì giờ mới học ngày đầu tiên về thì tối ngủ thì nó có cái biểu hiện là nó ngủ nó giật mình, nó khóc, nó la. Bà ngoại thấy kỳ, bà ngoại mới nói ra với ông ngoại là tại sao nó như vậy. Ông ngoại mới nói là chắc có lẽ là đi học á, vì bạn bè đông, ở nhà thì không ai hết, đi học bạn bè đông thì giỡn la rồi tối giật mình. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Đến ngày thứ hai thì em ở nhà chăm con thì mấy đứa em bà con của em thì nó mới đi ngang, nó nghe tiếng con em khóc, mà tiếng con em khóc nó không có lẫn với đứa nào được hết á. Nó vừa khóc mà nó vừa hét, nó vừa la, nó cho nên không có lẫn lộn với đứa nào. Chắc nó có chèn. Chắc hai đứa nó cũng đều như vậy hết. Thì nghe cái tiếng như vậy thì em mới chạy tới cái trường, đập cửa trường em la lối lên, cái tánh em nóng nữa. Rồi bà ngoại của em á là bà cố mới lôi em về, kêu là thôi đi về đi, từ từ giải quyết chứ đây là chùm sớm nắng giềng. Lúc đó bé nhỏ mấy tháng? Bé nhỏ lúc đó hình như được 2 tháng, 3 tháng, bé lớn 18 tháng. Hậu sản. Thêm một lần nữa. Thêm một lần điên máu lên, đúng rồi. Không kiềm chế được cảm xúc mà con mình nó bị như vậy nữa. Sau câu chuyện này chắc là bé sau không dám gửi sớm nữa phải không? Dạ đúng rồi chị. Thì sau đó thì em dẫn bé nhỏ về thì em cho ở nhà với em luôn. Đến 26 tháng em mới cho đi học nhà trẻ, là em cho đi học trường chính quy luôn. Hơn 2 tuổi. Dạ đúng rồi. Thì sau đó thì nó đi học ở trường này thì nó vui vẻ, nó hoạt bát trở lại, nó bạn bè cô giáo thương yêu á, thậm chí bây giờ kêu nó thôi con nghỉ ở nhà với mẹ một ngày đi, thôi con nghỉ đâu con đi học, bạn vui lắm. Bé sau thì 14 tháng em vẫn chưa gửi, em vẫn ở nhà em giữ. Hai vợ chồng có khi nào bị là trái quan điểm với nhau rồi cãi nhau về cái chuyện dạy con không? Dạ có nhiều lắm. Là tại vì á, cái tánh em thì nóng, mà con á thì nó làm gì sai thì em hay la, em hay đánh lắm. Ảnh thì anh không chịu như vậy. Thảo có đọc một cái tài liệu, đầu tiên là cái việc mình đánh con á, lý giải của phụ huynh á, họ cho rằng là con hư, mình đánh con chưa ngoan cái này, mình đánh con. Nhưng dần dần tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo thành một cái thói quen, là mình đánh con để mình giải tỏa cái cảm xúc của mình. Thật sự mình đánh con là vì sao? Là mình không hài lòng cái hành động vừa rồi của con, không hài lòng cái câu nói vừa rồi của con. Và cái mức độ đó nó sẽ càng ngày càng tăng lên, thành thói quen. Như vậy là những đứa trẻ mà hay bị đánh á, ra ngoài, thứ nhất là một là con sẽ lì đòn, con chống chọi lại. Thứ hai là con luôn luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc để những người xung quanh rất là khó để tiếp cận. Và bản thân khi mà con đến cái độ tuổi vị thành niên á, mình rất là khó để mở lòng với con. Cho nên khi mà mình giơ tay lên mình chuẩn bị đánh con á, thì mình cứ nghĩ rằng là cái đánh này, cái bợp vô đích này hay là cái khẽ tay này thì nó sẽ ảnh hưởng đến con như thế nào về mặt tâm lý. Sau này khi mà lớn lên á, con muốn xử lý cái chuyện gì con cũng sẽ dùng bạo lực để con xử lý, thì nó sẽ không ổn cho đó, con đó là cũng là vấn đề mà hai vợ chồng tranh cãi á. Chồng em thì cũng tham khảo rất là nhiều từ trên mạng hay là sách báo về cái cách nuôi dạy con, cho nên là ảnh cũng hay, ảnh cũng nói là con em đánh con như vậy là không đúng, cho nên là sau đó em cũng rút kinh nghiệm. Đó là do hai vợ chồng đánh là không được đánh, nhưng mà phải dạy cho nó. Đó là một cái bất đồng quan điểm giữa cái cách dạy con của hai vợ chồng. Đúng rồi. À, em á thì em hay cho con ăn, nói chung là con muốn cái gì là em chịu cái đó, muốn ăn kem, ăn gì, ăn đồ ngọt gì thì em chịu, tại mình thương con mình mà, thấy nó đòi thì mình cho. Mà ông xã thì không đồng ý như vậy, nói là ví dụ như nếu mà con muốn ăn kem thì con phải ngoan, hoặc là một tuần một tháng gì đó con mới được ăn một lần. Hay quá, giống như gia đình này bị đổi vai trò vậy đó, giống như ba là mẹ, mẹ là ba vậy đó. Thường là ba sẽ dễ dãi hơn, mẹ là sẽ chi ly cặn kẽ hơn, khắt khe hơn trong chuyện ăn uống dạy dỗ, còn đằng này mình ngược lại chút xíu. Nhưng mà bây giờ thì cái công việc thêm của Trâm làm như thế nào để cho nó đỡ buồn ngoài cái chuyện mà mình chăm con? Em kinh doanh trên mạng, em kinh doanh online, em bán đủ hết. Mỹ phẩm có, trái cây có hay cái gì đó, bất cứ cái gì đó thì có nguồn thì em đều bán hết. Và em buổi sáng thì như vậy, buổi chiều thì em ba đi làm về á. Ba giữ hai bé cho em đi tập gym, tập yoga, rồi em giao lưu với bạn bè. Không thấy thoải mái, thấy nó như màu hồng. Không biết là cái cuộc sống nó như vậy, nó vui vẻ thì sẽ tạo ra một cái hormone khiến cho cái chuyện đời sống vợ chồng chúng ta trở nên trơn tru. Thì cũng thật sự là cũng vui vẻ thiệt. Sau đó thì cuộc sống thì dễ chịu hơn. Và bây giờ thì thật sự là ngay thời điểm hiện tại thì em không yêu cầu chồng em bất cứ chuyện gì nữa. Bởi vì em thấy không có người nào hoàn hảo. Nhưng mà mình nhìn một cách hoàn hảo thì chồng em đang là một người cha, một người chồng rất là ok rồi. Cảm thấy là em rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại.